trong những ngày qua, vào một số thời điểm, giao dịch ngân hàng điện tử vẫn có tình trạng chậm, khó thao tác. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì những sự cố này mang tính cục bộ bởi so với sự chuẩn bị về hạ tầng, lượng giao dịch ngân hàng điện tử những ngày vừa qua chưa phải là tăng đột biến. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dù các ngân hàng liên tục đầu tư nâng cấp hệ thống, song cũng chưa thể tránh được việc một vài ngân hàng bị quá tải, dẫn đến khách hàng không thực hiện được giao dịch trong giây lát. Tuy nhiên, các ngân hàng đều có bộ phận kỹ thuật xử lý tình trạng tắc nghẽn nhanh chóng ngay sau đó. Việc mà nó có thể có những cái thời điểm nó nghẽn mạch thì nó cũng giống như hệ thống thông tin thôi. Cùng một lúc, nhiều người cùng giao dịch một lúc thì có thể cái đường truyền hoặc là hệ thống máy chủ có thể nó sẽ dung lượng nó không đáp ứng được. Thì phần này chúng tôi cũng đã kịp thời bổ khuyết và cũng giao cho các ngân hàng thương mại tập trung đầu tư cũng như có những cái biện pháp để có nhiều cái máy chủ tham gia để có thể là trong cái hệ thống đường truyền rồi thì hệ thống thanh toán về mặt kỹ thuật để đảm bảo là hạn chế tối đa cái chuyện ách tắc. Hiện nay, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong chi tiêu mua sắm hàng ngày đã trở thành thói quen của nhiều người. Các ngày đầu tháng 1 năm nay, hệ thống NABAS ghi nhận giao dịch tăng khoảng 20% so với trung bình những tháng cuối năm 2022. Ngân hàng Nhà nước cũng thường xuyên chủ động theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.